Ok, à, xin kính chào tất cả quý anh chị đã đến với cái video sau giờ giao dịch của em Vương à, trên kênh Ichimoku Việt Nam anh chị nha. À, thì à, như thường lệ, à, em sẽ chia sẻ với anh chị một cái à, video để nhận định thị trường trong cái phiên giao dịch ngày mai, Được hết là đánh giá lại cái thị trường trong phiên hôm nay. À, thì à, thị trường chúng ta đang rất là bốc con anh chị ha, ngày hôm nay tăng à, rất là bùng nổ với những cái sắc xanh chiếm ưu thế từ đầu phiên thì nếu như và thị trường chúng ta đang ở tiệm cặp 1290 rồi anh chị 1290 rồi thì nếu ngày mai có một phiên bung mạnh nữa thì anh chị sẽ xử lý như thế nào à, chúng ta sẽ làm gì nếu ngày mai thị trường lên 1003 à, anh chị cùng theo dõi video với em anh chị nha rồi thì thị trường chúng ta tăng được 10.5 điểm trong phiên ngày hôm nay và đóng lấy được 1287 48 Mức tăng khá là là lớn và thị trường xanh là bao trùm mình dịch 276 cổ phiếu tăng xanh 127 cổ phiếu giảm đỏ và có 71 cổ phiếu là giữ giá tham chiếu ngày hôm nay thì cái thanh khoản nó cũng vào rất là mạnh 22.800 tỷ một mức rất là lớn một mức thanh khoản rất là lớn trong cái giai đoạn dài vừa rồi à trong giai đoạn vừa rồi chúng ta chỉ có những phiên cao nhất thì chỉ có 21.800 tỷ Những phiên trước đó thì rất là thấp 13-14.000 tỷ mức trung bình là quanh 15.000 tỷ Thì phiên hôm nay chúng ta thấy là một cái bức thanh khoản dòng tiền nó vào rất là mạnh anh chị Dòng tiền anh chị ta thấy trong phiên hôm nay là nó un un đặt đổ vào thị trường anh chị. Và sắc xanh thì lan tỏa với cái sung lực rất là mạnh Đầu tiên là chúng ta thấy là ngày hôm nay các cổ phiếu ngân hàng cũng như trụ của vậy ha. À, cũng tăng điểm rất là mạnh. À, yeah, STB, MBB, VIB, Vietcom, ACB, BID, yeah, cổ phiếu tăng rất là mạnh những cổ phiếu trụ lớn. Rồi ngoài ra thì mình chỉ thấy là bao cuối phiên cũng tăng rất là mạnh 3.6%. Rồi SSI một cổ phiếu là nó nặng mông rất là nặng mông trong giai đoạn vừa rồi thì ngày hôm nay nó cũng tăng đến 3.2%, à, một cái sự có thể nói là tăng điểm rất là đáng kể của thị trường. À, từ những cổ phiếu trụ rồi hôm nay anh chị thấy là Masan cũng cũng tăng đến được một phần trăm này à, rất là nhiều cổ phiếu và ngày hôm nay thì chỉ có Vinamilk là đỏ một phần trăm còn những cổ phiếu khác thì cũng đỏ nhẹ và trong VN30 chúng ta có đến 23 cổ phiếu tăng xanh à, dòng tiền từ cái cổ phiếu trụ và ngân hàng nó lan qua những cổ phiếu nhóm chứng khoán à, chứng khoán bề hôm nay rất là bốc à, rồi VX hôm nay cũng tăng được hơn 5 phần trăm VCI, Vds agr HCM rất tích cực rồi gì nữa anh chị thép thép ngày hôm nay cũng vậy cũng tăng rất là bỏ bốc từ đầu Hòa Phát anh chị tăng cũng hơn một phần trăm hoa sen Nam kim cũng tăng gần 3% trăm vGS tăng 4.1 phần trăm như vậy là chúng ta thấy là thị trường nó bắt đầu nó dòng tiền nó nó vào rất là mạnh mặtôn ùn đổ vào đi chứng khoán bất động sản ngân hàng thép rồi bất động sản ngày hôm nay anh chị thấy cũng rất là sắc xanh là bao trùm hdc ngày hôm nay cũng tăng tím sau một thời gian rất là dài chìm nghỉm ở dưới đáy thì bây giờ có một phiên đánh lên rất là mạnh và trong phiên ngày hôm nay anh chị thấy là thị trường nó cũng nhùng nhằng anh chị nó không phải là đi lên một cách một, một lều đâu anh chị thấy là trong quá trình đi lên nó cũng có sự rung lắc và hấp thụ cái lực cung bán ra và đi lên rất là bền vững đó, và đóng nến gần như là cao nhất phiên anh chị thấy điều này rất là tích cực rất là tốt cho thị trường rồi anh chị như vậy là những cái chia sẻ của mình về thị trường mà anh chị thấy là thị trường đi rất là sát anh chị nha à, thị trường về à, 1287 gần 1290 coi như là cũng gần như chạm 1290 rồi anh À, thì chỉ còn có 3 điểm 2 đến 3 điểm thôi 1287.48 à, thì chia sẻ của mình vẫn là nếu giảm ở đầu tuần thì những phiên cuối tuần sẽ là những phiên tăng điểm mạnh. Thì trong tuần này chúng ta thấy là hai cái phiên thứ hai và thứ ba à, thị trường nó về thấp nhất là 1267 thì có những cái thời điểm là cả trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thị trường nó vẫn ép và về thấp nhất 1267. Cuối phiên ngày thứ ba thì mới bắt đầu kéo lên. Và ngày hôm nay thứ tư thì anh chị thấy là xung lực đẩy vào và dòng tiền hôm nay cũng mạnh hơn những cái phiên trước nên chị À, thành khoản vào rất là, là quyết liệt anh chị à. rồi coi như là mọi cái khó khăn thì mình chia sẻ với anh chị thì nó đã diễn ra đầu tuần rồi thì thị trường nó cứ như vậy à. nó sẽ đi về 1290 thôi rồi sau đó thì chúng ta sẽ quan sát cái thị trường ở quanh cái vùng 1290 này à. thậm chí ngày mai mà xung lực mạnh hoàn toàn nó có thể đánh về 1230 anh chị nhé à về 1230. À, chủ yếu hiện nay thì cái dòng tiền nó quyết định thôi anh chị ha. À, sức của dòng tiền đến đâu à, để xem là thị trường có đánh vượt được 1290 và lên ba hay không. Chúng ta sẽ xem ngày mai tiền có tiếp tục đổ vào thị trường hay không. À, thì thị trường hiện tại là nó đang tiệm cận cái vùng đỉnh này anh chị. Cái vùng những cái vùng kháng cự mạnh như thế này thì cần những cái những cổ phiếu à, trụ và những cổ phiếu ngân hàng, những cổ phiếu có vốn hóa lớn Ở đây nó quyết định cái vấn đề là vượt đỉnh hay không à, nếu ngày mai dòng tiền quyết liệt đẩy vào kéo những cổ phiếu trụ thì mình cho rằng thị trường nó hoàn toàn có thể vượt đỉnh à, thì thị trường nó về đây anh chị sẽ làm gì chúng ta thấy là thị trường nó đi từ một cái nhịp từ cái vùng đáy của thị trường vừa rồi là 1238 anh chị yeah, 1238 và kéo lên bây giờ là 1290 à, thì hơn 40 điểm rồi anh chị ha hơn 40 điểm thì anh chị sẽ sẽ nếu như đến 1 ba thì sẽ là 50 điểm À, 1, 2, cho 1240 1240 mà lên 1300 là 60 điểm à, Như vậy nếu thị trường lên 1300 Thì anh chị sẽ làm gì anh chị à, Nếu nhìn chị bắt đáy được ở đây Hay là những thời điểm thị trường về 1245 à, Thì anh chị có Nếu anh chị có hàng dưới này anh chị lên đây có bán không anh chị ừ. Mình cho rằng tại vùng 1290-1300 Áp lực bán sẽ rất là lớn anh chị ha. À. Do đó À, giai đoạn trước thì mình chia sẻ với anh chị rất là nhiều à, những cái thời điểm mà mình cho anh chị trong trong khách hàng của mình full hàng đó là thời điểm thị trường về 1245. năm à, sau đó à, ra một lại một phần hàng ở một à, sau các sau phiên phiên ngày hôm sau à, khi mà mua được cái giá thấp nhất trong phiên à, thị trường về 1245 thì hầu như thị trường nó rất nhiều các cái cổ phiếu nó tạo đáy ở thị trường ở lúc thị trường ở 1245 anh chị. À, thị trường về 1238 nhưng cổ phiếu nó không nó vẫn không có giảm thêm mà nó tiếp nó tăng từ cái vùng à, đấy đáy của thị trường là một hai anh chị nhé rất là nhiều cổ phiếu là mình cho anh chị trong trong khách hàng mua được cái giá giá đẹp anh chị Đó. À, thì à, vùng này à, trong trong khách hàng của mình thì đây sẽ là cái vùng chốt lãi anh chị nha thì ở dưới này mình khuyên anh chị là mua vào quyết liệt ở đây à, quyết liệt ở đây anh chị không cho anh chị bán một cái cổ phiếu nào cả thì bây giờ là cái lúc mà chúng ta sẽ chốt lời Đó. vùng này là vùng gom hàng và đây sẽ là vùng chốt lời và mình cho rằng những anh chị nhà đầu tư nào đánh ở đây được thì cũng sẽ chốt lời ở đây à, áp lực chốt lời ở đây sẽ có anh chị thị trường nó sẽ không thể mà à, bung một phát đi ngay qua được đây anh chị ha à, ít nhất nó sẽ tích lũy ở đây à, tích lũy tốt thì vượt được và nếu như không đủ tích lũy không đủ à, chặt thì nó sẽ quay đầu trở lại anh chị nhé à, anh chị thấy là bao nhiêu lần thị trường nó Uh, nó về quanh 1290 đây là đã là lần thứ thứ tư thứ năm rồi anh chị thị trường nó quay trở lại 1290 và anh chị thấy lần này như thế nào khả năng nó khoan mãi thì cũng có thể thủng uh, nhưng mà chúng ta vẫn cẩn thận anh chị uh, anh chị lên đây cứ chốt lời 50 phần uh, thị trường nếu ngày mai nó bùng nổ mạnh anh chị bứt phá mạnh là cái thời điểm mà anh chị nên chốt lời anh chị nhé uh, nên chốt lời đó là cái lời khuyên của mình sau khi mà thị trường nó rung lắc nó tích lũy nếu như nó vượt được một hai chín mươi nó tích lũy lại thì chúng ta tham gia trở lại không vấn đề gì à, chúng ta à, lúc đó à, chúng ta mua lại nó cũng không có cao hơn cái giá chúng ta nhưng mà nó an toàn à, à, và nếu như nó quay đầu thì chúng ta cũng bỏ túi một phần lợi nhuận ở đến dưới này rồi à, chúng ta sẽ nhìn thị trường qua các khung đồ thị ngắn hơn một tí chị ha à, khung h 1 thì nhìn vào khung H1 thì thị trường nó vẫn còn một cái uh, cái khả năng khá là nhạy cảm có thể rung lắc ở phiên sáng ngày mai trong phiên sáng anh chị à, qua phiên chiều nếu như giữ được cái giá này thì cái mức độ an toàn nó rất là cao rồi à, như vậy nếu như phiên sáng ngày mai à, có khả năng rung lắc thì nó sẽ xuất hiện nhiều ở trong phiên sáng à, nếu phiên sáng mà đi ngang được anh chị à, nếu phiên sáng đi ngang giữ giá được thì à, thậm chí à, giữ giá được và chỉ cần giữ được trên 1280 thôi thì phiên chiều khả năng thị trường nó kéo à, anh chị nha nếu đi ngang và không thủng 1280 thì thị trường trong phiên ngày mai sẽ khả năng kéo rất là cao à, thậm chí nếu như tăng trong phiên sáng tăng sớm trong phiên sáng à, vượt cái đỉnh ngày hôm nay vượt cái giá cao nhất ngày hôm nay đâu Có khoảng 1288 thì nó thể khiên chiều hoàn toàn có thể lên một ngàn ba nó sẽ tạo ra một cái sự phô mô cho nhà đầu tư à, à, tạo ra một sự phô mô và ở đây mình cho rằng sự phô mô sẽ rất là quyết liệt khi mà thị trường nó vượt vùng ngàn ba nhưng mà nó tạo sự phô mô như vậy để sang tuần sau nó rủ lại anh chị nha à, thì do đó cái kế hoạch giao dịch của chúng ta mình khuyên anh chị là ngày mai thị trường nó kéo lên vùng ngàn ba là cái vùng mà anh chị nên chốt lời nếu mà tăng sớm thì anh chị nên chốt, đặc biệt những cổ phiếu nào nó vào, nó về cái vùng cản ở trên thì anh chị nên chốt. À, chúng ta mua rất là nhiều ở đây rồi lên đây để chúng ta chốt. Và anh chị nào chưa đủ hàng, à, cầm tiền tiền nhiều thì cũng không nên mua ở đây đâu anh chị. À, vượt ở đây thì nó sẽ rung lắc ở lại thôi. Anh chị sẽ mua được giá tốt hơn. Không nên phô mua mua đuổi, không nên mua những cổ phiếu tăng xanh tăng tím ngày mai anh chị nhé. À, nếu như anh chị mua xanh mua tím ngày mai cho rằng hoàn toàn có thể dính lại những cú rũ của tuần sau à. cơ bản ngày mai à, mình mình cũng đã chia sẻ với anh chị trong cái cái video cuối tuần rằng tuần này sẽ là chúng chúng ta ưu tiên cái việc chốt lời anh chị. À, ưu tiên việc chốt lời còn mua thì đã mua ở hai phiên đầu tuần à. ít nhất là anh chị sẽ chốt lời 50 phần trăm và có thể À, nếu như anh chị muốn giữ hàng Thì hãy đảo qua những cổ phiếu khác Mà nó còn điểm mua đẹp Còn những vùng này tích lũy đẹp Anh chị nha à, Nên đảo qua à, Nếu như anh chị muốn giữ cái tỷ trọng hàng cao à, Thì anh chị có thể đảo ngay qua những cổ phiếu khác Mà nó chưa tăng mạnh à, Còn những cổ phiếu đã tăng mạnh rồi à, Thì anh chị không nên à, Không tên là FOMO nữa à. Rồi Này mai kéo tăng chốt lời anh chị nha à, không có phô mua ở đây à, nếu như nó kéo mạnh thì nó qua tuần sau nó sẽ rung lắc trở lại thôi anh chị sẽ chờ để mua đẹp hơn à. À. rồi những cái cổ phiếu mà nó đã tăng xanh là anh chị không nên mua tăng xanh tăng tím tăng mạnh thì không nên mua mà sẽ mua những cái cổ phiếu có cái còn có vùng nền tích lũy đẹp à. hoặc thì những cổ phiếu nó còn ở dưới vùng đáy chưa đi lên được À, hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh chị một cái cơ hội đầu tư à, ở cuối cái video này à, thì à, là một cái cổ phiếu à, mình cho rằng có thể dòng tiền nó sẽ tìm đến trong phiên ngày mai anh chị DTD anh chị nha à, cổ phiếu này à, của khu công nghiệp anh chị à, DTD đây là một cái cổ phiếu mà anh chị thấy là nó cũng đang chưa có một cái nhịp tăng nào mạnh cả và anh chị nhìn những cái phiên trước những cái nhịp tăng của nó đây là một cổ phiếu của sàn hà nội và những cái phiên tăng mạnh của nó tăng trần của nó chín mươi phần trăm anh chị rất là bốc hơi à. và nó vẫn còn ở dưới cái vùng đáy này chưa có chạy nhiều anh chị có thể quan tâm cổ phiếu này cho phiên giao dịch ngày mai dòng tiền ngày mai hoàn toàn có thể tìm tới những cái cổ phiếu này anh chị nha những cổ phiếu chưa tăng mà chưa gãy này anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ à. cho nó cơ hội anh chị À, và gãy nền thì nhất thiết anh chị phải phải ra anh chị nha à, cổ phiếu này thì anh chị có thể à, tham gia ngay cái giá tham chiếu ngày ngày mai à, ngày mai anh chị có thể mua ngay cái giá tham chiếu và à, kỳ vọng nó có thể lên được cái vùng 29.3 anh chị nha 29.3 ba à. đánh một nhịp phục hồi về đây anh chị. Đâu đó khoảng à, 13 14% và nếu như nó thủng trở lại 24.5 anh chị cắt và vùng này thì anh chị cắt cũng không có không có nhiều cắt lỗ nếu như nó thủng 12.4.5 anh chị ha một cổ phiếu rất là đáng đầu tư trong giai đoạn trong các phiên tới chưa tăng nhiều mà còn ở vùng vùng nền giá vùng đáy chưa phục hồi nhiều chúng ta chỉ cũng sẽ đánh một nhịp hồi của cổ phiếu này thôi anh chị nha Đó, nhịp hồi bollinger Band, anh chị thấy là thắt cũng rất là chặt rồi tích lũy khá là chặt chẽ rồi anh chị khá là chặt à, trong khung đồ thị tuần thì nó cũng đang có cái hỗ trợ khá là cứng cáp ở đây và khách sạn cũng đã mở ra hút giá lên à, cơ hội phục hồi của cổ phiếu này đang rất là sáng sủa anh chị à. ngày hôm nay thì nhóm khu công nghiệp là một trong những cái nhóm mà dòng tiền nó còn yếu chưa tham gia nhiều trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta kỳ vọng phiên ngày mai có thể nó sẽ À, tìm đến cái cái uh, cái nhóm ngành này và trong đó hy vọng là cái cổ phiếu DTD này nó sẽ chạy được anh chị nhé à, hy vọng mà anh chị tham gia được cái cổ phiếu này và nó sẽ hợp với cái ngu đầu tư của anh chị để anh chị tham gia à. À, anh chị nào tham gia được cổ phiếu này à, à, có lợi nhuận thì nhớ quay lại đây like cái video này cho em anh chị nhé à. rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều à, anh chị xem cái uh, Video thì nhớ để lại cho em những lượt like Những cái tương tác tích cực ở phần bình luận anh chị nha Anh chị chưa có người đồng hành hỗ trợ Hoặc là chưa được hỗ trợ tốt trong quá trình đầu tư Đầu tư chưa có hiệu quả Thì hãy về đồng hành cùng em Vương anh chị Trong giai đoạn vừa rồi Thực sự với anh chị là mình uh, Cho anh chị trong râm khách hàng của mình Tham gia được những cổ phiếu rất là tốt anh chị. Và mua rất đúng thời điểm Anh chị nhớ là thị trường về 1,2,4,5 Mình cho anh chị trong râm khách hàng của mình full hàng Đây đều là những cái thời điểm mà các cổ phiếu có giá thấp nhất cả anh chị anh chị có thể bóc bất kỳ một cái cổ phiếu nào và cái xác suất là nó nó tạo đáy ở cái phiên ngày thị trường về 1245 này rất là cao anh chị ha như DTD này chúng ta thì cũng bóc bừa thôi mà nó cũng chính là cái phiên mà nó có giá thấp nhất à, bây giờ những cái à, cổ phiếu mà trong râm mình nắm giữ đều là những cổ phiếu mà có cái à, được cái giá tốt nhất anh chị ha à, à, BVS rồi à, nhiều cổ phiếu như VDS đều tăng rất là tốt. À, gì nữa anh chị? Maxan, đó, rất là nhiều các cổ phiếu anh chị. rồi Nam Long, à, đều là những cái cổ phiếu rất là tốt. Đó. rồi agr, agr mình cũng hay thường xuyên chia sẻ với anh chị. À, agr cũng đánh một cái nhịp hồi phục và dtd hiện tại nó cũng đang khá là giống với với agr anh chị, à, cái chặt đồ thị của nó à có thể nó đi sâu một tí nhưng mình chỉ thấy là à, AGR mình cũng mua ngay cái phiên này cũng là cái phiên thị trường về 1245 và AGR có cái giá thấp nhất à, của phiên đó là 17.1 anh chị. 17.1 anh chị ha. À, cực kỳ là đẹp à, Và nếu như anh chị mua ít nhất trong phiên đó thì cũng được 17.5 thì hôm nay anh chị lợi nhuận đâu đó hơn 10%. trăm à, rất là tuyệt vời anh chị, rất là nhiều cổ phiếu và đặc biệt nhóm chứng mình quan tâm rất là nhiều. Đó. À, Rồi, chia sẻ với anh chị một cái video ngắn như vậy để anh chị có một cái sự chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày mai. À, hy vọng là tiếp tục phiên ngày mai chúng ta sẽ có những cái à, phiên bùng nổ và những cổ phiếu anh chị nắm giữ sẽ có, tiếp tục có những cái cổ phiếu tăng xanh, tăng tím anh chị ha. À, cảm ơn anh chị rất là nhiều. À, anh chị nhớ để lại cho em những được like chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video sau. Bye bye!